Xin chào tất cả mọi người, trở lại kênh Hiền Niệm Vô Giá. Chúc một ngày mới thật nhiều sức khỏe, luôn thành công nha. Có một người yêu cầu mình làm cái máy hàn miệng túi này. Đó. Mình đặt cái này là 120 ngàn nha, không mất tiền ship. Khối lượng cái này là 0,3 kg nha. Cái này là nếu mình không nhận hàng ấy thì phải nhận thu 30k nha. Giờ sẽ cắt ra nha. Nó chỉ đóng một cái như vậy thôi, không còn gì hết. Này là của Trung Quốc à, không thấy có gì hết, không có hướng dẫn sử dụng cũng không có gì hết nha. Đó, giờ mình sẽ bóc ra nha, 120 ngàn một cái như vậy, nhìn nó như cái bóng ghim của mình thôi, chả khác gì cả, không biết có được gì không đây. Mình sẽ ráp pin vào, này nó sẽ ép như vậy này. Đây, hai này đè nhau nó sẽ ép này. Bây giờ mình sẽ tìm cách để mình tháo pin rồi đã, không biết tháo như thế nào đây. Mình đoán chắc là nhấc cái này lên để cắt pin vào đó. Sau này lại không, ở đây nó có nút gạt ở trong này để mở hẳn này ra này. Cho nó gãy này, nhìn làm rất là mỏng manh nha. Mình có thể gạt lên gạt xuống này, ráp pin vào nhưng mình vẫn chưa mở được cái này đây. Đó, tháo hẳn ra này, tháo hẳn ra nó vẫn không mở được cái này ra để ráp pin nha. Mọi người xài rồi thì chỉ mình nha. Giờ mình sẽ nhấc vài hoa để mình ráp hai cục pin tiểu nha. Đây, mình có hai cục pin tiểu này, ráp vào nha. Cũng là có khắc này. Đó, mình rõ ràng ráp mới được chứ như kia sao mà ráp được. Mình xem cực âm cực dương nó làm đâu. À, nó có dấu âm dấu dương này. Đó, cộng này trừ này. Cộng trừ. Đây, là cộng bên này. Trừ bên này, ngược pin lại với nhau. Đó, một cục nha. Chúng ta sẽ ráp ngược lại. Đó, lại lại nha. Nó sẽ ráp này vào. À, cái này nó có khắc đây này. Đó, ráp vào đây. Đó, nó có tiếng kêu ấy. Ấn vô đoạn thấy nó xèo 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 nha. Giờ mình sẽ thử trên cái túi ni lông này nha, sẽ ép thử một phút xem như thế nào. Đó, mình thấy nó có dính được tí này. Đây này, đó. Mình thấy nó dính được tí này, đó, đây này. Giờ sẽ ép hết vào túi cho mọi người xem nha. Chắc là ấn như vậy thôi mà phải giữ một tí xem. Nó nóng cái này về này. Đó là nó cũng có dính này, nhưng mà dính không có chắc lắm thôi. Đấy, xé là cũng được nha, nói chung cũng tương đối là được nha. Đó, cái đường dính của nó này. Đó. Giờ mình sẽ thử trên cái bịch này dày hơn cho nó ăn không nha. Thấy trên mạng họ làm rất là ghê, sàng pin thì ép cũng bình thường thôi nha. Đó, nó có tiếng xèo nhẹ. Đó, cái này thì không ăn máy nha, gần như là không được luôn đấy. Đó, chỉ có bịch mỏng mỏng thì được, bịch mỏng này thì ép cũng không được ok lắm mà cái đường ép nó cũng rất là mỏng nha. Mọi người phải giữ trong tầm phải
5 đến 10 giây ấy. Đấy, giữ như cái này ấy, mình đánh giá là cái độ thẳng mình căn rất là khó nha. Đó, ép được nha. Giờ mình sẽ bóc một vịt bánh ra mình ép thử nha, xem có được không nha. Một bánh còn nguyên luôn này, ép thử cho mọi người xem. Sẽ ngang rồi đi. Sẽ ngang rồi nha. Mình sẽ bỏ hết bánh ra. Nó dày hơn cái bịch này một xíu nha. Thì mình sẽ ép thử ra xem nó như thế nào nha. Thấy nó cũng có đường ép dính vào nhưng mà không biết là nó dính nó ghê lắm không, chắc lắm không nha. Ép cho thật kỹ rồi. Giờ sẽ xem lớp ép cho mọi người thấy này. Đó, cũng dính cực kỳ chắc rồi. Ép sát mép rồi, ép lâu tí là sẽ dính rồi. Dính cũng rất là ghê gớm nha. Đó này, nhưng bóc thì vẫn được, dính vậy cũng gọi tương đối này. Đó à. Đó, mình xé lại không phải dễ nha, để lại ép sơ sơ những đồ cho đấy, những đồ cho con hay này kia là cũng ok nha. Giờ mình sẽ thử đây, để cho một ít nước vào trong đây để mình ép thử cho mọi người xem nha, cho mọi người xem cái độ rì nước của nó ra, nó có rì nước ra không nha. Mình sẽ đổ ít nước vào trong bịch này luôn nha. Đó là nước này. Đó, đổ ít nước vào. Mình sẽ ép thật kín cái góc này nha. Mọi người phải giữ thật lâu một tí nha. Đánh giá này thì ép nó không có độ thẳng thì mình cũng chưa chuyên nghiệp để ép cho thật là thẳng nha. Mọi người để lâu là có mùi khét của ni lông luôn nè. Đó, mình ép này, tương đối được chỗ này thì nó mình cũng không khéo tay lắm, chưa ăn lắm. Rồi, nước ép này vẫn chưa hết rồi, mình phải ép kỹ lại tí nữa này. Rồi, sẽ đổ nước vào góc này nha, mình ép kín góc này rồi. Rồi sẽ nghiền ra đây thử cho nó có chảy ra không nha. Mình vừa qua trên mạng này. Họ sẽ để như vậy là họ vuốt này. Họ vuốt một phát, thẳng từ bên này qua bên kia luôn này. Và nó sẽ đứt được cái này nha. Đó. Này chưa được, mọi người sẽ khăn vào cho vuốt cho nó đứt luôn, kẹp chặt vào, không vuốt cho nó đứt này. Đấy, cái này các bạn, tại mình chưa có quen sử dụng cái này. Đó, mình cảm nhận là ép được cái túi mỏng này sẽ nó gọi là được ép kéo ngang một phát vậy này, sẽ là ok nha. Mình để nóng nó kéo một phát. Còn những cái túi dài như vậy thì ép hơi khó nha. Cầm thì nhẹ, phải xài hai cục pin mà biết xài bao lâu thì hết nha. Mọi người đã xài rồi thì bình luận dưới để mình biết nha. Nói chung cảm thấy xài cũng được nhưng chỉ xài được những túi bé vậy thôi nha. Nói chung là cũng theo mình đánh giá thì cũng mức tầm trung thôi chứ không ok lắm nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video mình, đừng tiếc kênh mình lần like, đăng ký kênh nha. Ai muốn review gì bình luận dưới mình sẽ review món cho mọi người yêu cầu nha. Xin chào, hẹn gặp mọi người trong video mới nhất nha.